Thưa quý vị, chi bộ cơ sở là hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở, là cánh tay nối dài của các cấp ủy, chính quyền, có phần triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đối với huyện Hoa Vang, việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh còn trở nên bức thiết hơn, nhất là đối với các địa bàn vùng sâu vùng xa. Thực hiện lời bác dạy, đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt, Kể từ sau Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Vang lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện ủy Hòa Vang đã xây dựng nhiều giải pháp hướng mạnh về cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Trong đó, chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, tạo sự thống nhất trong hoạt động của chi bộ cơ sở, nhất là các hoạt động phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Theo quy định thì hiện nay thì huyện đã có xây dựng một cái bộ tiêu chí về chi bộ biểu mẫu. À, trong đó thì tập trung về hướng dẫn là rà soát và phát triển đảng viên đặc biệt là phát triển đảng viên trong cái đồng bào dân tộc để củng cố thêm cái niềm tin và cái hệ thống chính trị vững mạnh trong cái hệ thống dưới cấp thôn, đặc biệt là thôn tà lan dần bí tập trung cái đồng bào dân tộc rất là là cao thì trong cái đề án này thì huyện đã có những chương trình đề án đã phát động cái nội dung này và triển khai hiện nay đã giao cho đảng bộ của xã hậu bắc cũng như là chi bộ của thôn tà lan dần bí là đang triển khai nhân rộng mô hình này để đảm bảo theo chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển trong thời gian đấy đối với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đây là buổi đối thoại hai cấp giữa huyện ủy Hòa Vang và nhân dân thôn Tà Lan Giàng Bí, xã Hòa Bắc được tổ chức mới đây. Không chỉ là nơi để trực tiếp ghi nhận những kiến nghị của người dân, buổi đối thoại còn giúp phát huy vai trò của cán bộ đảng viên chi bộ hai thôn trong việc nắm bắt, thấu hiểu tình hình tại địa phương. Để chuẩn bị nội dung cho buổi đối thoại, trước đó, mỗi chi bộ đã tổ chức họp chi ủy, thông báo đến từng hộ dân, tổng hợp các ý kiến kiến nghị. Có thể nói, chất lượng của buổi đối thoại phản ánh rõ nét năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ hai thôn được sự quan tâm của lãnh đạo huyện cũng đã đến đối thoại trực tiếp với bà con nhằm mục đích để tháo gỡ tìm ra giải pháp để bà con hai thôn ta đang dẫn bí là phát triển vững mạnh bền vững vì nhiều mặt thì trong thời gian qua thì cấp ủy chi bộ cũng đã xây dựng cái chương trình đăng ký chi bộ kiểu mẫu và chỉ đạo rất là cụ thể về cái à, à, nghị quyết À, từng bước để giúp bà con đã phát triển à, thoát nghèo à, bền vững đặc biệt là chú trọng phát triển à, kinh tế trồng rừng chăn nuôi và đặc biệt hiện nay là à, phát triển trong du lịch cộng đồng của người dân về cái đối thoại à, người đứng đầu cấp ủy là theo quy định của 11 của của trung ương thì à, trên cơ sở quy định trung ương thì à, ban thường vụ huyện ủy đã xây dựng một kế hoạch à, rất là cũng là một cái đột phá đó là là chuẩn bị đối thoại hai cấp giữa huyện với xã để làm sao là giải quyết được những cái kiến nghị bức xúc người dân được cụ thể hóa nhất để cho hệ thống lại người dân lại tôn về cái giải quyết được cái từ cấp xã lên cấp huyện để mà cái bức xúc được giải quyết nhanh nhất và thời gian phù hợp nhất. Tương tự như mô hình trên, thời gian tới để tiếp tục xây dựng chi bộ cơ sở vững mạnh nhất là với các địa bàn vùng sâu vùng xa, huyện ủy Hòa Vang sẽ tập trung tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị tại cơ sở, lồng ghép các nội dung về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, phát huy hơn nữa vai trò hạt nhân của tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế địa phương.